Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục chuyện chung chuyện riêng ngày hôm nay, chúng tôi muốn bàn luận đến câu chuyện là khán giả và quyền tẩy chay. Gần đây thì ở trên mạng xuất hiện rất là nhiều những cái hiện tượng mạng xã hội, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội đang hot nhất, được nhiều người sử dụng nhất tại Việt Nam, đó chính là TikTok. Trên nền tảng mạng xã hội này thì có xuất hiện một cái hiện tượng đó là về thông soái ca. Và với cái hiện tượng này thì gần đây cũng đã có những cái buổi biểu diễn liên tục trước các quý khán giả của riêng mình. Tuy nhiên khi mà có sự xuất hiện của những hiện tượng mạng xã hội thì cũng có rất nhiều người bày tỏ những cái ý kiến trái chiều và liên quan tới câu chuyện không chỉ giữa những hiện tượng mạng xã hội mà bên cạnh đó còn cả những nghệ sĩ nữa, thì quyền của khán giả nằm ở đâu, quyền lên tiếng là như thế nào và quyền được tẩy chay những nghệ sĩ là như thế nào, thì lát nữa chúng tôi sẽ cùng bàn rõ hơn với câu chuyện này cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây. Sân khấu biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Đền Đô 2022 tổ chức tại Từ Sơn, Bắc Ninh vào giữa tháng 4 vừa qua. Sau các tiết mục biểu diễn của nhiều ca sĩ như Du Thiên, Lâm Chấn Huy, Đình Dũng, nhiều người phải bất ngờ trước sự xuất hiện của hiện tượng mạng TikTok thông soái ca. Sự xuất hiện này đã gây không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Đúng ra hát thì hai ông tổ chức ở đâu đó, chứ một hội trường lớn thế này mất giá trị của mình và người xem. Đến ca sĩ còn phải đu theo hiện tượng mạng để lấy sức hút của khán giả nữa. Không biết mọi người đang xem cái gì nữa. Cách anh PR bài hát như này là sai rồi. Khán giả hội chợ là những người tầng lớp bình dân. Họ bỏ tiền ra để nghe hát. Nhưng cách anh làm như này thật sự không tôn trọng khán giả rồi. Trước đó, ban tổ chức chương trình này cũng đã gây chú ý với tấm poster quảng cáo, không chỉ nhờ những cái tên nổi bật như Long Nhật, DJ Mie, mà còn là phần xuất hiện của hiện tượng mạng thông soái ca hay giang hồ mạng Phú Lê. Dấu hỏi lớn về chất lượng và vấn đề kiểm duyệt không chỉ đặt ra với các chương trình nghệ thuật có quy mô địa phương. Nhiều sản phẩm âm nhạc, phim ảnh tràn lan trên môi trường Internet với ngôn từ thô tục, hình ảnh phản cảm cũng khiến khán giả phải băn khoăn. Với vai trò là một người làm nghệ thuật chân chính thì tôi nghĩ là không nên có những sản phẩm như vậy. Cá nhân tôi thì tại chức năng những nghệ thuật là định hướng, mình hướng tới cái đẹp, thì tôi nghĩ thì không nên phát triển những cái sản phẩm như vậy. Những tác phẩm nó không đi vào con người, cho con người, vì con người, mà tác phẩm chỉ là chạy theo trend hoặc là những cái gì đó ở xã hội mà người ta không đón nhận, không thích cái kiểu đó thì người ta không đón nhận nó. Gần đây, MV There's No One At All của Sơn Tùng MTP đã chính thức bị cơ quan quản lý tuyết còi với hình ảnh tự sát được cho là phản cảm, tiêu cực, có nguy cơ ảnh hưởng đến giới trẻ. Công ty của Sơn Tùng MTP cũng bị buộc tiêu hủy sản phẩm có sự đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng này. Một số cái tên cũng từng bị xử phạt khác, như nhóm rap Nhà Làm với Thích Ca Mô Chí có nội dung xuyên tạc hình ảnh Đức Phật, rapper Chị Cả với ca khúc Censor cổ suý loạn luân hay Angela Phương Trinh với màn múa cột hở hang, phản cảm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta có thể thấy rằng là với những sản phẩm văn hóa phản cảm thì những nghệ sĩ gắn mác dởm, khán giả chắc chắn sẽ loại trừ một cách không thương tiếc. Tẩy chay được xem là vũ khí lợi hại của công chúng trong việc chọn lựa nghệ sĩ cũng như là chọn lựa những sản phẩm nghệ thuật và chọn lựa người thể hiện sản phẩm đó đến với mình, đặc biệt là đối với sản phẩm văn hóa nghe nhìn. Và nếu như quý vị còn nhớ, mới chỉ một thời gian ngắn trước đây, cái tên Hiền Hồ được nhắc đến nhiều nhất cũng như là bùng nổ với những khán giả trước đó đã từng yêu mến nữ ca sĩ này đã phải quay lưng, lý do bởi phi vụ tình ái của cô nàng ca sĩ 25 tuổi với người tình đại gia U60. Ngoài Hiền Hồ thì còn có, bên cạnh đó còn có những cái tên khác như là Sơn Tùng MTP. Với những sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ này từ trước cho đến nay đều làm việc được khá là chỉnh chu và làm hài lòng với thị hiếu của rất nhiều khán giả yêu nhạc, đặc biệt là các khán giả trẻ, một trong những cái đối tượng khán giả mà tạo nên những cái sức hút rất lớn và tạo nên một nguồn tiền khủng dành cho những nghệ sĩ như thế này. Tuy nhiên thì khi mà những nghệ sĩ chỉ có một cái sự thiếu chú ý nhất thời thôi thì cũng đã nhận phải những cái làn gạch đá không thể ngờ nổi. Khi mà nói tới câu chuyện này thì cũng phải nói rằng là quyền tẩy chay thực ra là một trong những quyền năng rất là đặc biệt của khán giả bây giờ. Và nhiều người cũng bắt đầu phải đặt lại một câu hỏi khi mà mạng xã hội và cũng như là truyền thông trao quyền cho những quý vị khán giả. Bởi vì khi chúng ta trao quyền thì chắc chắn là chúng ta cũng phải lường trước hai mặt của một vấn đề.
Ngày trước thì đối với truyền thông, kể cả những người làm báo cũng như vậy thôi, đa số là chúng tôi làm một chiều. Chúng tôi được gọi là tuyên truyền thông tin, chứ không được gọi là tương tác và kết nối như bây giờ. Còn bây giờ chúng ta cùng tương tác với nhau, cùng kết nối với nhau, thì rõ ràng là quý vị cũng có thể thấy là bây giờ thậm chí chúng tôi làm báo chí cũng là xây dựng nội dung dựa trên những gì mà quý vị đang thắc mắc. Như là đối với chương trình của VTC9 đi, thì cũng có những cái góc như là Cà phê Hotline, là nơi mà quý vị phản ánh, và chúng tôi luôn luôn thông qua số điện thoại, thông qua hòm thư, chúng tôi biết được tâm tư của quý vị để từ đó sát sao những nội dung đối với thị hiếu của quý vị hơn. Và đối với những người làm nghệ thuật thì họ cũng không khác như thế là mấy. Nhưng mà tuy nhiên ở chỗ cái quyền đặc biệt này của quý vị thì có lẽ cũng đã đến lúc mà chúng ta sẽ cần hiểu đâu được gọi là quyền lên tiếng. Lên tiếng là có nghĩa khi chúng ta cùng muốn lên tiếng với nhau để xây dựng ra một vấn đề, để làm cho điều đó tốt đẹp hơn. Thì Quyên tin đó luôn là một trong những mục đích và tôn chỉ, dù cho xã hội của chúng ta có thay đổi đến như thế nào đi chăng nữa, thì việc giúp cho người khác tốt lên bao giờ cũng là một trong những sợi chỉ đỏ mà chúng ta phải đi theo. Nhưng mà còn cái điều ngược lại, đó là nếu mà chúng ta lên tiếng mà để thứ nhất là thỏa mãn cảm xúc của mình, cái thứ hai là để nhằm mục đích là hạ bệ một ai đó xuống, và điều thứ ba đó là Quyên nghĩ là đôi khi là mình muốn chơi xấu người khác, thì Quyên nghĩ là có thể cái sự lên tiếng đó chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại, đúng không ạ? Và trong cái câu chuyện này á, thì với Quyên, cái góc nhìn của chuyện quyền được tẩy chay và quyền được lên tiếng của quý vị khán giả nó nằm ở chỗ đó. Đúng là các quý vị khán giả bây giờ họ thực sự như một cái người cầm cân nảy mực á. Họ có thể là một cái tòa án luôn. Họ sẵn sàng hạ bệ bất kỳ một cái vị nghệ sĩ nào mà họ không yêu thích. Nhưng tất nhiên nếu mà nghệ sĩ đó không xứng đáng thì Quyên nghĩ đó cũng là một cái chính đáng. Nhưng đôi khi nếu chúng ta lạm quyền thì cũng có thể khiến cho một con người, người ta hay nói là con người thì ai cũng sẽ có lúc sai, và họ cần có được một cái thứ để họ có thể được sửa chữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta lạm quyền đó quá, chưa chắc cái người đó họ đã có thể quay lại để sống một cuộc đời một nghệ sĩ tiếp nữa. Thật ra về cái vấn đề nghệ sĩ và bị tẩy chay của dư luận, em thấy á, riêng ý kiến của em thì em thấy là ở tại Việt Nam á, mọi người á, với cái làn sóng tẩy chay á, còn khá là nhẹ nhàng so với lại truyền thông của những cái đất nước khác như là Hàn Quốc hay là Nhật Bản đi. Khi mà một người nghệ sĩ mà bị vi phạm về đạo đức một cách đúng nghĩa mà tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, đến một cái bộ phận mà gọi là fan hâm mộ, thì họ sẽ nhận được những cái làn sóng gọi là tẩy chay, gọi là thanh trừng, và không thể nào bước vào hoạt động lại trong cái giới nghệ thuật đó nữa. Thì em thấy thực ra đối với tại Việt Nam, làn sóng tẩy chay của chúng ta vẫn còn khá là nhẹ nhàng. Thế nhưng mà ở đây em thì em rất ủng hộ quyền tẩy chay của quý vị khán giả, chẳng qua là cái cách thức chúng ta tẩy chay như thế nào, chúng ta tẩy chay bằng lời nói, bằng thái độ như thế nào. Ở nước ngoài á, có thể là Phương đánh giá nó cũng chưa được khách quan lắm, nhưng Phương thấy là tại vì nước ngoài thì mình nhìn cái chữ mình không có hiểu, nhưng mà ở Việt Nam thì mình nhìn chữ mình có thể đọc và mình hiểu được là người ta đang nói gì. Thì Phương thấy là bên cạnh một số người góp ý rất văn minh thì cũng còn một cái số khán giả, bộ phận nhỏ còn lại, khi mà tẩy chay á, họ dùng những lời lẽ rất là thậm tệ và làm cho đúng thật là những cái người mà họ đối nhận, họ đối diện với làn sóng tẩy chay này nè, họ cảm thấy là họ không phục, họ cảm thấy là họ bị tổn thương nghiêm trọng đến cái danh dự, đến cái gọi là cái con người của mình. Cho nên vì vậy á, đối với những cái lời mà giả sử đi, bây giờ bạn nói đúng, bạn góp ý một vấn đề đúng, nhưng cái câu từ bạn dùng thế nào để cho người ta có thể tiếp thu, có thể lắng nghe, nó rất quan trọng. Đừng biến mình là một người đang đúng nhưng mình nói với một cái thái độ mà không ai muốn nghe cả, thì cái việc đó là chúng ta nên xem xét lại. Tức là cái thái độ khi mà chúng ta tẩy chay một cái người nghệ sĩ, một cái vấn đề, nó phải thực sự là đúng cái đã, thì mới nhận được một cái hiệu quả tích cực. Còn cái việc á, mà người nghệ sĩ khi mà đã sai rồi mà cho dù nhận được cái sự tẩy chay của khán giả đến mức không thể quay lại cái việc làm nghệ thuật nữa, em nghĩ đó cũng không phải là điều gì quá to tát. Chúng ta hãy nhìn những đất nước như Trung Quốc đi, những nghệ sĩ mà khi mà đã trốn thuế này, hoặc có những cái hành vi lối sống đạo đức nó không chuẩn mực, thì cái việc phong sát và vĩnh viễn không trở lại làng giải trí nữa, đó là một cái việc nó xảy ra nhan nhản ở đất nước tỷ dân. Và em thấy điều đó rất đúng. Tại vì khi một người mà đã có cái sức ảnh hưởng rồi thì mình phải biết là từng hành vi cử chỉ của mình nó sẽ gây ra những cái hệ lụy nào cho xã hội. Và em thấy là thực ra đối với mình ở tại đất nước Việt Nam, mình nhìn về đất nước bạn, mình nói cái hành vi đó là nó hơi bị nặng nề, nó triệt đi cái đường sống của người nghệ sĩ. Nhưng mà phải có những cái hành vi nặng tay xử phạt như vậy thì những người nghệ sĩ sau mới có đủ sức răn đe với họ, và họ trong từng lời nói, hành động của họ nó mới đúng mực hơn. Và khi những cái người nghệ sĩ họ cũng là những chiến sĩ trên mặt trận truyền thông, họ đã cư xử đúng rồi, hành vi đạo đức của họ đúng rồi, thì mình mới hy vọng là họ sẽ góp phần chung tay với chính quyền tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn thông qua những cái sản phẩm giá trị văn hóa. Bất cứ một cái chuẩn mực nào thì nó cũng cần phải có, đôi khi nó lại còn phải
tùy thuộc vào thời gian, có khi cái chuẩn mực đó ở thời điểm đó đúng. Đúng. Nhưng mà có những cái chuẩn mực ở thời điểm này nó lại sai. Nhưng mà thực ra một cái điều nữa em nghĩ nó cũng phải phụ thuộc vào cái văn hóa và cái đặc trưng của đất nước đó nữa. Bởi vì đôi khi ví dụ như là đối với Trung Quốc chẳng hạn, họ có thể phong sát, dùng từ là phong sát đúng không ạ? Vĩnh viễn không bao giờ có thể quay trở lại hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật được nữa. Thế nhưng mà đối với Việt Nam thì chúng ta vẫn có những cái truyền thống, ví dụ như là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại này. Rồi là đôi khi chúng ta cần phải tìm hiểu rõ về cái tình huống, đôi khi nhá, những gì mà chúng ta nhìn là những gì truyền thông muốn cho chúng ta thấy. Đúng đâu rồi. Có phải là chúng ta sẽ nhìn được toàn diện một vấn đề đâu, chúng ta chỉ nhìn ở một lát cắt, nhìn ở một khía cạnh. Và máy quay của truyền thông đưa đến đâu thì chúng ta sẽ nhìn được cái góc của vấn đề đó. Chứ chúng ta sẽ không thể nào nhìn được những cái phần mà máy quay không đưa đến. Ok, có thể là chẳng hạn như một cái người này bị tẩy chay vì là người thứ ba. Nhưng chúng ta nghĩ đôi khi đâu phải họ biết họ là người thứ ba đâu. Có thể bản thân họ cũng bị lừa dối thì sao? Thế nghĩ rằng là những người như vậy họ hoàn toàn có được quyền để được cho cơ hội quay trở lại với làng giải trí. Và đôi khi chúng ta thấy nghệ sĩ cũng là con người. Họ được đánh giá dựa trên sản phẩm âm nhạc, sản phẩm nghệ thuật. Có thể rằng sẽ có lúc họ phải luôn luôn chấn chỉnh mình, bởi vì họ là người mà không chỉ là mang lại một cái hình ảnh đẹp cho công chúng, mà rất là nhiều những bạn trẻ, các bạn cũng sẽ nhìn vào đó để noi gương. Và từ các bạn bè Hàn Quốc cũng nhìn vào đó để đánh giá với đất nước Việt Nam. Nên chúng ta cần phải có những cái sự cố gắng nhiều hơn so với người bình thường. Nhưng mà kể cả là các nghệ sĩ thì cũng không phải là sẽ đúng hết, mà cũng sẽ có lúc sai, cũng sẽ có lúc đúng. Cho nên em vẫn luôn luôn tin rằng là chúng ta khán giả nên có quyền tẩy chay. Nhưng tẩy chay ở đây nó ở mức độ nào, và chúng ta có quyền lên tiếng, lên ý kiến, nói lên ý kiến của mình, nhưng nó là ở cái góc độ trù dập hay là góc độ xây dựng thì đúng nó hoàn toàn khác nhau. Và em luôn luôn muốn rằng là chúng ta có quyền nói rằng chúng tôi không thích sản phẩm này vi phạm thuần phong đạo đức, vi phạm với lại mỹ tục của Việt Nam chẳng hạn, hoặc là vi phạm với những cái gì mà chúng ta đang cho là đạo đức, là lối sống cần phải theo. Tuy nhiên chúng ta có thể tẩy chay cái sản phẩm đó, nhưng chúng ta không phải tẩy chay hoàn toàn con người đó sẽ không bao giờ được phép phục vụ khán giả những cái sản phẩm nghệ thuật nữa. Thì em nghĩ đó là mang tính chủ dập, và đôi khi chính những cái đó mới mang lại những cái tiêu cực trong cuộc sống. Thực ra chẳng ai dám làm nghệ sĩ nếu như mà nó quá ghê gớm như vậy cả. Thực ra hồi nãy Khánh Phương nói chưa rõ cái ý của mình. Cái việc mà nghệ sĩ mà bị tẩy chay đó là thuộc về công chúng, còn cái việc mà phong sát thì nó lại là thuộc về cái cấp mà có thẩm quyền. Và đối với những cái sự vụ mà phong sát á, thì nó liên quan đến không chỉ là cái vấn đề đạo đức nữa, mà nó còn liên quan đến việc vi phạm pháp luật nữa. Và thực ra chị Quyên bảo là ở một đất nước có một cái văn hóa nó sẽ phù hợp với thời điểm này, không phù hợp với thời điểm khác. Thế nhưng mà những gì mà nó đã thuộc về đạo đức rồi thì hả, em nghĩ là dù ở thời điểm nào, thời đại nào, nó cũng có một cái chuẩn mực nhất định của Quyên nó. Không muốn quay lại, nhưng mà ví dụ như với vụ việc Hoàng Thùy Linh thì mọi người nghĩ sao? Tại vì Quyên không thích nói ra một cái tên, bởi vì nó là một sự việc đã qua. Với Quyên, với mọi người nghĩ sao nếu mà thuộc thế hệ ba mẹ mình đi, là cạo đầu bôi vôi đó. Đúng thật rồi. Sự đó. Nhưng mà ở thời điểm đó Quyên thấy nó là một bản năng con người mà. Nhưng mà trời ơi, tới bây giờ mọi người sao? Thậm chí còn không quan hệ trước, không có bầu, người ta còn không cưới nữa kìa. Đó, rồi cái đúng nó nằm ở đâu? Nhưng mà chị đồng ý với Phương ở chỗ, nếu mà cái đúng nó thuộc vô cái pháp luật ở thời điểm đó thì con người không có ai đứng trên pháp luật được hết á. Và chỉ có pháp luật lúc này thì là cái cán cân mà mình không cãi được thôi. Đúng rồi, cho nên vì vậy thực ra chúng tôi cũng không muốn nói đích danh một cái người nào ở trên sóng cả. Chẳng qua là ở cái việc mà tẩy chay của quý vị khán giả đối với một người nghệ sĩ, thì nãy giờ Khánh Phương vẫn trung thành với quan điểm mà chúng ta có quyền tẩy chay. Thế nhưng mà cái việc tẩy chay đó của chúng ta phải dựa trên cái lời lẽ xây dựng góp ý, chứ không phải là trù dập người khác. Để rồi khi mà họ chẳng may mà không có cơ hội quay trở lại làm nghề nữa, thì họ cũng không còn đủ sức để đối diện chính mình trong cái cuộc sống đời thường nữa. Thì đó mới là điều mà khán giả của chúng ta nên cân nhắc. Tại vì những cái lời lẽ mà chúng ta có thể sử dụng trên mạng xã hội, đúng, nó không chỉ là ở thời điểm đó đâu, mà nó còn sẽ được lưu giữ lại thành cái file cứng, file mềm ở thời điểm sau nữa. Cho nên vì vậy, bất kỳ lời lẽ nào mà chúng ta nói ra, dù trên đời thật hay là trên mạng xã hội ảo, thì chúng ta cũng phải nên cân nhắc từng hành vi cử chỉ của mình. Không chỉ là người nghệ sĩ đâu, mà những người khán giả của chúng ta có quyền, nhưng chúng ta phải sử dụng quyền đó để làm đẹp cho xã hội và để thanh lọc những cái hành vi, những cái đạo đức không tốt, chứ đừng lợi dụng cái đó để trù dập những người khác, và để rồi họ không ngóc đầu lên được và họ nghĩ đến những cái điều tiêu cực. Thì đó là điều mà khán giả chúng ta nên cân nhắc trước bất kỳ quyết định cũng gì. Giống như là Khánh Phương và Vân Trang nói là luôn mong muốn để cho người khác có một cái cơ hội để họ được sửa sai, và đó là lý do mà chúng ta cũng đã thấy là hồi nãy Quyên lỡ nhắc tên rồi, thì Quyên cũng muốn đó là một trong những người nghệ sĩ mà Quyên rất là
tôn trọng và rất là thích chị. Và bây giờ chúng ta đã thấy một Hoàng Thùy Linh thực sự là một trong những người nghệ sĩ đóng góp rất lớn cho Việt Nam ở thời điểm này. Cũng giống như rất nhiều những nghệ sĩ khác, họ đã bị từng được yêu, yêu vô cùng, rồi bị ghét, ghét tới tận cùng, rồi sau đó họ quay trở lại và tất cả những gì họ đã cống hiến và điểm chung của chúng ta là những cái tác phẩm nghệ thuật. Và thưa quý vị, một điều cuối cùng mà Quyên cũng muốn nhắc tới quý vị thôi là theo như hệ thống pháp luật thì nếu mà quý vị có ý tẩy chay hoặc là muốn nói xấu người khác thì có thể sẽ bị nhận khung hình phạt từ 10 cho tới 20 triệu đồng. Và đó là một trong những mức phạt mà được đưa ra theo Nghị định số 15 do Chính phủ ban hành vào năm 2020. Cho nên chúng ta nhớ ha, quyền lên tiếng là quyền của mỗi người, nhưng mà lên tiếng như thế nào để làm sao phù hợp với văn minh và cũng như là văn hóa Á Đông, và đặc biệt là không vi phạm pháp luật, thì chúng ta sẽ phải nên cân nhắc.